Làn sóng sa thải nhân viên. Chào mọi người đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người về một cái đề tài rất là nổi trong thời buổi hiện nay, đó là các công ty sa thải nhân viên mọi người nhé. Cái đề tài được chia sẻ trên kênh VN Express đó là vì sao công ty công nghệ đồng loạt sa thải nhân viên. Cái vấn đề này thì đã được nổi trội từ cuối năm 2022 và lan dần ra đầu năm 2023 rất là mạnh mọi người nhé. Mình chia sẻ cụ thể những cái thông tin tiêu điểm của báo Express đã nêu ra, cũng như là chia sẻ vài cái thông điệp cá nhân của mình từ kênh review bất động sản Nhân Trạch mọi người nhé. Đó là việc sa thải nhân viên của hãng công nghệ được nhận định có thể là hành động bắt chước nhau chứ không phải mang về hiệu quả về kinh tế, về chi phí. Mở đầu năm 2023, Microsoft và Google đã thông báo sa thải 10.000 nhân viên và 12.000 nhân viên trên toàn cầu. IBM cũng cho thôi việc gần 4.000 người, còn Spotify cũng điều chỉnh là 6% nhân viên bị nghỉ việc mọi người nhé. Trước đó thì có Meta của Facebook và Amazon, cũng như là HP, hãng công nghệ lớn nhất thế giới, cũng cắt giảm hàng nghìn nhân sự. Các chuyên gia cho rằng có thể các công ty đang sao chép và học hỏi quyết định của nhau. Đó là cái nhận định của bài báo trên kênh Express mọi người nhé. Thì cái bài báo trên kênh Express này chia sẻ đó là cái yếu tố cốt lõi của tất cả các công ty công nghệ nhằm sa thải nhân viên đó là bắt chước lẫn nhau. Tuy nhiên á, là theo ý kiến của cá nhân mình cũng như là nhận định của thị trường á, là do cái vấn đề về thị trường mọi người nhé. Thị trường bay này là đang trong cái quá trình về giảm tốc, đó là quá trình về lạm phát. Do vậy nên là khi mà quá trình càng lạm phát lẫn nhau á, thì nền kinh tế phát triển nó sẽ chuyển dần sang nền kinh tế lụi tàn. Thì khi mà mọi người giảm quy mô á, thì cái công ty nó càng giữ được cái lượng tiền của mình. Nên là khi mà giảm nhân sự hoặc là giảm sản xuất, quy mô sản xuất, thì công ty đó nó càng giữ lại cái nguồn tiền của mình trong cái vấn đề về sản xuất và vấn đề về đầu tư. Trong cái làn sóng năm 2023, trong tất cả các cái lĩnh vực từ dịch vụ này, từ y tế, giáo dục cho tới sản xuất, tất cả mọi ngành nghề đều giảm mọi người nhé. Do là cái vấn đề về giảm tốc, nhiều cái yếu tố, do là chiến tranh, do về lạm phát, do về chiến tranh tiền tệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đó là Trung Quốc và Mỹ. Do vậy nên là tất cả các công ty sẽ theo cái chiều hướng đó, là theo cái chiều hướng giảm tốc. Mọi cái ngành nghề đều ảnh hưởng mọi người nhé. Và theo mình nghĩ á, là các cái công ty công nghệ và các cái công ty dịch vụ, đó là hai cái lĩnh vực mà cần cập nhật thông tin nhanh nhất. Do vậy nên là khi mà thông tin của thị trường á, nó tung ra, thì hai cái lĩnh vực về dịch vụ và công nghệ sẽ ảnh hưởng nhanh nhất. Và tương lai nó sẽ ảnh hưởng tới các cái công ty về sản xuất và công ty về dịch vụ hỗ trợ sau sản xuất mọi người nhé. Là ví dụ như công ty về sản xuất về ô tô, sản xuất về điện thoại, và các cái công ty hỗ trợ như là sản xuất các cái chi tiết về sửa ô tô, và các cái công ty về sản xuất các cái chi tiết về hỗ trợ điện thoại sẽ ảnh hưởng về sau này mọi người nhé. Theo cái thị trường thôi, và theo cái thị trường đầu tư á, đó thị trường đầu tư của mình là gồm thị trường về chứng khoán, thị trường về tiền số và thị trường về
đầu tư bất động sản. Đó là ba cái thị trường nổi trội nhất trong vấn đề về đầu tư. Thì khi cái thông tin mà nhanh nhất sẽ ảnh hưởng tới thị trường về tiền số, tiếp theo là thị trường về chứng khoán, và cuối cùng là thị trường về bất động sản. Thì khi mà bất động sản đã bị ảnh hưởng thì các ngành sản xuất, các ngành về hỗ trợ sẽ bị ảnh hưởng về sau này mọi người nhé. Một tháng, hai tháng, đó là vấn đề về tiền ảo và chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi vấn đề kéo dài từ 3 tháng đến 6 tháng là sẽ tới vấn đề về bất động sản. Và từ 6 tháng trở lại nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cái công ty sản xuất và các cái công ty hỗ trợ mọi người nhé. Và tương lai sau này sẽ tác động với vấn đề đó. Nên đó là thị trường về năm 2023 kéo dài về tương lai nó sẽ không ổn định về tất cả các mọi ngành nghề, vì thời gian đó đã kéo dài trên 6 tháng rồi. Nên là mọi người nên suy nghĩ cứng rắn về vấn đề đầu tư á, thì mọi người nên đầu tư về càng gần trung tâm càng tốt, vì trung tâm nó sẽ có vấn đề về cốt lõi và nó sẽ giữ vấn đề về tiền bạc cho mọi người về khi đầu tư về bất động sản. Còn đối với cái tiền số và đối với chứng khoán thì mọi người nên đầu tư về các cái công ty đầu ngành mọi người nhé. Đối với cái thị trường tiền số mọi người nên đầu tư về Bitcoin. Còn đối với cái thị trường về chứng khoán thì mọi người đầu tư về các cái công ty đầu ngành. Thì đối với thị trường chứng khoán có các công ty đầu ngành như Facebook, Microsoft đối với phần mềm. Còn đối với những công ty về sản xuất cái linh kiện điện tử thì có Samsung và Nokia. Thì đối với thị trường Việt Nam mình thì cũng như vậy thôi, mọi người nên đầu tư về các cái công ty đầu ngành như Vinamilk, Vingroup, Hòa Phát, và các cái công ty đầu ngành như là về năng lượng. Đó, mọi người nên tham khảo về vấn đề đó mọi người nhé. Càng hiểu sâu về vấn đề đó thì mọi người càng giữ được tiền trong cái thời kỳ lạm phát như hiện nay. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mọi người thấy hay và hữu ích thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhé. Thank you mọi người.